Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là khá nhiều các anh em chuyển chơi niche sẽ phải quan tâm. Đó là cái việc thông tin là hãng L'Oreal đang xem xét, đang có những cái cuộc thương thảo với hãng luxury, nước hoa luxury Armour. Đó, theo những cái thông tin mà mình đọc trên mạng thì là họ đang dự kiến đưa ra một cái mức giá là 3 tỷ đô để có thể mua lại thương hiệu này, để sát nhập vào L'Oreal. Thì thực sự mà nói, đối với bất kỳ một hãng nước hoa nào khi mà đã bị thâu tóm vào các cái tập đoàn mỹ phẩm thì số phận của họ luôn luôn là một cái dấu chấm hỏi đó. Nhưng mà thông thường thì nó cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thì trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những cái thương hiệu nổi tiếng mà L'Oreal đã thâu tóm, và chúng ta hãy cùng nhìn lại xem là sau khi vào tay tập đoàn này thì số phận của họ là như thế nào, và những cái dự đoán của mình về hãng nước hoa Armour nếu như thương vụ này thành công. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng nói qua những cái thương hiệu mà L'Oreal đã thâu tóm. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ list ra một số những cái thương hiệu mà chúng ta sẽ rất là thân quen ở thị trường Việt Nam. Ví dụ như là YSL, Yves Saint Laurent ấy, Giorgio Armani, Prada, hoặc là Thierry Mugler, hoặc là Azzaro, DG nữa. Đó, thì đấy là những cái thương hiệu mà có những cái sản phẩm mà chúng ta quen thuộc ở thị trường Việt Nam. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua những cái thương vụ mà mình đánh giá rằng là với quan điểm cá nhân của mình ấy, mình thấy rằng là có thể gọi là thành công. Đầu tiên đó là YSL. Thì tập đoàn L'Oreal này đã mua lại Yves Saint Laurent vào năm 2008. Và như chúng ta đều đã biết thì là sau đó họ đã cho ra mắt được rất nhiều những cái sản phẩm. Và cho đến bây giờ thì có những chai nước hoa có thể gọi là huyền thoại thì gọi là hơi quá. Thế nhưng nó cũng là một trong những cái chai nước hoa đánh dấu, ví dụ một thập kỷ chẳng hạn, thì nó được, mình luôn cho rằng nó được xếp vào cái list ở đây chắc chắn rồi. Đó là La Nuit de l'Homme, một chai nước hoa tuyệt vời. Thật sự là mỗi lần mình ngửi chai nước hoa này cảm thấy nó rất là đê mê, tuyệt vời. Không gì có thể thay thế được mùi hương này. Đối với mình không một chai nước hoa nào có thể thay thế được đó. Thì cho đến hiện tại thì La Nuit de l'Homme mình vẫn cho rằng là một trong những cái mùi hương mà chúng ta sử dụng vào trong những cái dịp, ví dụ buổi tối chẳng hạn, không gian hẹp, thì một cái mùi hương nào đấy nó quyến rũ, hấp dẫn, thì mình vẫn cho rằng La Nuit de l'Homme không bao giờ là lỗi thời. Mặc dù là cái hiệu năng mùi của nó hiện nay đã bị đánh giá khá là thấp, nhưng mà nhà nước hoa này của họ cũng đã cho những cái phiên bản flanker khắc phục được khá là nhiều, ví dụ như là All Electric chẳng hạn đấy. Thì nói chung là về cái phim La Nuit de l'Homme này không phải là quá tệ đó. Ngoài ra thì họ còn có YSL YEDP cũng rất là hay đó. Một cái mùi hương mà rất là phù hợp cho các anh em tuổi teen, hoặc là một cái mùi hương nói chung là nó rất là đa dụng. Thì nói chung về cơ bản thì họ còn rất là nhiều những cái phiên bản cao cấp khác, thì nhưng mà mình cũng không có dịp thẩm cho nên mình không thể đánh giá được. Nhưng mà về nói chung, nói tóm lại là ví dụ ở cái thị trường phổ thông đi, thì L'Oreal mình cho rằng họ đã xử lý khá tốt, cho ra mắt được rất nhiều những cái mùi hương mà gọi là rất là dạng, cũng là thuộc loại top best selling kiểu như thế. Thì nhà nước hoa đầu tiên YSL. Nhà nước hoa thứ hai đó là Azzaro. Phải nói rằng là trong một vài năm trở về đây thì nhà Azzaro đã cho ra mắt cái phiên bản Wanted rất là hay, với những phiên bản flanker ví dụ như Wanted by Night hoặc là the Most Wanted đó. Đấy là những cái mùi hương mà nó rất là xứng đáng với về giá tiền, về mùi hương. Chúng ta phải nên hiểu rằng để mà có một cái line nước hoa thành công thì không bao giờ là dễ dàng, kể cả là những cái nhà nước hoa có tên tuổi, thì việc duy trì một cái line mà tất cả các sản phẩm mùi hương đều có những cái chất lượng nó tương đồng với nhau mà không bị quá thấp ấy, thì không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng mà cái line này, ngoài cái phiên bản đầu tiên ra mắt Azzaro Wanted rất là dâm dớ, thì
taxi đổi lại, ví dụ như Wanted by Night, The Most Wanted, Wanted in 10 chẳng hạn, thì mùi hương của nó lại rất là được mình đánh giá, nó rất là cao đó. Giá tiền thì cũng không phải là quá đắt mà mùi hương thì rất là thú vị. Do vậy thì mình cho rằng là cũng nói chung là L'Oreal cũng mát tay trong cái thương vụ Azzaro này. Ok, thương hiệu tiếp theo đó là Prada. Họ mua lại thương hiệu này vào năm 2019 và chúng ta đều đã biết là Prada họ luôn luôn rất là tốt về những cái kiểu mùi hương của văn phòng, kiểu sạch sẽ, nam tính, và Prada Lome hoặc là Prada Intense hoặc là Lome chẳng hạn, thì làm mình đánh giá đều là những cái mùi hương rất là phù hợp cho các anh em chúng ta sử dụng trong môi trường văn phòng đó. Như mình được biết hiện nay thì Prada Lome đã bị reform mùi, còn ở cái mức độ nào thì mình cũng không biết, bởi vì là mình cũng chỉ được nghe những cái thông tin đánh giá là nó đã bị reform. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cũng không đến nỗi là quá tệ, bởi vì bản chất thì mùi hương của Prada Lome nó là dạng kiểu clean and fresh, tươi mát và sạch sẽ. Thì dù ở mức độ reform như thế nào thì mình nghĩ rằng là nó cũng không quá là gọi là thấy sốc hoặc như thế nào cả. Thì nói chung Prada sau khi mà rơi vào L'Oreal thì mình thấy rằng họ vẫn giữ được cái nét đặc trưng của họ. Ví dụ bởi vì trước đó là họ có Prada Amber Pure Homme cũng rất là hay, một mùi tông mùi Shopee sạch sẽ đó, thì nó không phải là quá tệ. Ok, và hãng nữa đó là DG, được mua vào năm 2018 thì phải. Thì thật ra hãng này vốn dĩ là cũng không phải là có quá nhiều những cú hit đình đám, ngoại trừ Fear for Life thì các anh em quen thuộc, còn lại thì hãng này cũng không phải là quá là xuất sắc. Thì hiện nay thì chai nước hoa này đã bị reform, nó là đã thay đổi, không còn cái túi da này nữa, và mình có nghe nói rằng là cái hiệu năng hoặc là mùi hương nó không còn là không còn chất như ngày xưa. Tuy nhiên thì DG thì cũng không phải là một cái hãng nó quá là có quá nhiều những cái gọi là cú hit đình đám, cho nên là cũng không có gì phải là mình đánh giá thương vụ này là bình thường, không tốt và không xấu đó. Và cuối cùng, đây là một trong những thương vụ tệ hại nhất của L'Oreal khi mà họ đã phá nát nhà nước hoa này theo quan điểm của mình, đó là Thierry Mugler. Trước khi rơi vào tay tập đoàn này thì Mugler có thể gọi là một trong những cái thương hiệu họ đã cho ra mắt rất nhiều những sản phẩm gọi là chất như nước cất. Bất kỳ một thương hiệu niche hoặc indie nào khi mà nhắc đến Cryptomint, Pour Avant hoặc là Pour Mart, đừng đùa với bố mày kiểu như thế, bởi vì thực sự đây là những cái mùi hương có thể gọi là đỉnh cao trong tất cả những cái sản phẩm về mùi hương, không bao giờ được phép coi thường cái line Thierry Mugler Amen này, thực sự là rất là đẳng cấp. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì như chúng ta đều đã biết, Thierry Mugler họ đã không, mình cảm giác là như kiểu họ đã họ như họ đuổi hết cái bộ phận pha chế mùi hương về sau. Đã rất là lâu rồi chúng ta không còn thấy họ cho ra một sản phẩm nào mà có thể gọi là đình đám nữa, một cái sự nuối tiếc rất là lớn đối với các tín đồ mê mùi hương, bởi vì quá khứ họ đã tạo nên một những cái mùi hương có thể gọi là kinh điển. Ví dụ như Thierry Mugler Pour Avant này, nó là một trong những cái mùi hương thuốc lá và mật ong có thể gọi là tiêu chuẩn, để có thể gọi là như thế, để cho về sau những hãng làm tông mùi thuốc lá có thể tham khảo đó. Hoặc là như Pour Mart, một cái mùi hương whisky và bùn tuyệt vời, Cryptomint, bạc hà và hoa hương rất là đình đám. Tuy nhiên đến bây giờ thì L'Oreal thực sự là đã phá nát nhà nước hoa này, phải dùng từ phá nát đó. Thì điểm qua lại những cái thương vụ mà L'Oreal đã mua thì chúng ta có thể thấy rằng họ có vẻ, còn nhà Giorgio Armani nữa. Armani thì chúng ta đã biết cái line Acqua di Gio đến bây giờ vẫn đang làm việc rất là tốt đó. Họ vẫn cho có những cái sản phẩm hay đó, những cái line Acqua di Gio chẳng hạn đấy. Thì điểm qua lại, tập đoàn L'Oreal này có vẻ khá là mát tay trong những cái việc mà
những cái hãng mà họ làm ra những mùi hương cho số đông, ví dụ như là Azzaro, Prada, YSL đó, những cái mùi hương mà trịnh nịnh mũi cho số đông và cũng khá có cá tính đó, thì có vẻ như là L'Oreal làm rất là tốt. Tuy nhiên với những mùi hương mà hoặc có nhà nước hoa mà có cái xu hướng làm mùi theo kiểu có sự cá tính đột phá thì có vẻ như là họ giống như nhà Mugler thì có vẻ như là họ có cái dớp kiểu như thế. Thì nếu như Amort rơi vào tay L'Oreal, mình có thể chúng ta có thể thấy được rất rõ là hai điều mà hoàn toàn có thể xảy ra. Điều đầu tiên, khi mà họ đã bỏ ra số một số tiền kinh khủng khiếp là 3 tỷ đô thì chắc chắn họ sẽ phải thay đổi lại về cái chi phí sản xuất để có thể bù lại vào cái số tiền mà họ đã phải bỏ ra. Thì chắc chắn rồi là liên quan đến vấn đề reform mùi, bởi vì họ sẽ phải điều chỉnh lại làm sao những cái chi phí sản xuất vẫn phải là mùi hương nó không cần, họ không cần thiết phải giống như 10 điểm như ngày xưa, nhưng chỉ cần được khoảng 6-7 thôi, để làm sao mà giảm thiểu những chi phí sản xuất, bán ra được càng nhiều càng tốt để mà họ thu lại được cái số tiền mà họ đã bỏ ra. Thì ở đây thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề reform mùi. Cái đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là sớm hay muộn thì sẽ xảy ra. Cái thứ hai là về chất lượng mùi hương. Khi mà một hãng có thể là luxury hoặc indie hoặc niche, nhưng khi mà đã rơi vào những cái tập đoàn lớn mỹ phẩm toàn cầu thì họ sẽ hướng đến cái thương hiệu này đến số càng đông thì càng tốt, chứ họ không bao giờ mua một cái thương hiệu mà lại chỉ để bán cho một cái thị trường ngách. Chúng ta đều đã biết là kể cả như Roja hoặc là những cái hãng luxury chẳng hạn, thì cái phân khúc khách của họ so với Chanel, với Hermes hoặc là Dolce & Gabbana nó không là cái gì cả. Bởi vì chúng ta kể cả họ có bán với cái giá cắt cổ như thế nào, tuy nhiên thì cái lợi nhuận họ không bao giờ có thể đủ tuổi để có thể so sánh được với những cái thương hiệu lớn kia, bởi vì họ bán cho số đông. Cho nên ở đây thì mình nghĩ rằng là khả năng là từ đây Amort họ sẽ cho ra mắt những sản phẩm mà cho số đông. Họ sẽ bớt đi những cái gai góc, bớt đi những cái gọi là cá tính để mà làm sao nó chuộng mũi hơn. Mình nghĩ là như thế, mình cho rằng nó sẽ là như thế. Thì tổng quyết lại hai cái khả năng mình cảm thấy là khả năng có thể bị, đó là reform mùi và cái thứ hai là chất lượng mùi hương sẽ bị ảnh hưởng. Mình cho rằng là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện nay thì cái thông tin chốt deal này thì cũng chưa có, mới chỉ đang là trong kiểu thảo luận, kiểu anh đang muốn chú về với đội của anh thì bây giờ 3 tỷ có được hay không, kiểu như thế, chứ cũng chưa phải là cái thông tin cuối cùng. Tất nhiên thì mình không bao giờ mình không phải là một fan của nhà Amort, mặc dù mình đã có Lyric, mình có Reflection, nhưng thực sự là mình không phải là một fan của nhà nước hoa này. Tuy nhiên thì mình cũng không, thực sự là mình không muốn là bị rơi lại một hãng niche nữa, bị rơi vào tập đoàn mỹ phẩm, bởi vì thị trường nước hoa nói thật là đến bây giờ các hãng đều đã bị bầm bầm mất hết những cái chất của ngày xưa. Thì nếu mà bị làm sao, nếu mà rơi lại mà Amort lại mất đi Amort nữa thì nó cũng khá đáng tiếc, mặc dù mình không phải là một fan của nhà này. Ok, thì chúng ta hãy cùng xem câu chuyện này sẽ là như thế nào. Ok anh em, video của mình đến đây là hết, rất hy vọng mọi người cảm thấy thích và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.